Nếu mà kể hôn nhân không á thì có hai cái hôn nhân. Em đã kết hôn một lần và từ đó đến nay là 13 năm thì em chưa có một mối tình chính thức nào cả. Đối với phụ nữ thì tôi rất là quý trọng cánh tình cảm, quan tâm đến những người xung quanh. Nhà trai xin mời xuất hiện. À. Xin mời nhà gái. Rồi, xin chào anh, chào nhà gái bên kia. Bây giờ mình giới thiệu lớn lên để hai bên cùng nghe, để cùng hiểu nhau nha. Rồi, mời anh ạ. Thưa quý vị đang theo dõi, đồng hành với cái chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Tôi tên là Kỳ Nam, tôi sinh 1956. Tôi nguyên quán ở Kinh Vĩnh Tế, Châu Đốc. Rồi tôi thì ở Sài Gòn. Rồi tôi là tốt nghiệp Đại học Bác sĩ Thú Y. Tôi là luật gia, tôi cũng có kinh doanh. Dạ, rồi bây giờ mời em. Xin chào chị Hồng Vân. Em xin chào anh Quyền Linh. Rồi. Em là Nguyễn Thị Bích Hòa. Năm nay 45 tuổi. Hiện đang sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Em là chuyên viên nghiên cứu về kinh tế. Bây giờ thì chúng ta sẽ cho bên đàn gái biết chút xíu ưu điểm, khuyết điểm của mình đó, anh Kỳ Nam. Về mặt mạnh của tôi đó, tôi rất là quan tâm đến cái quyền con người. Tôi cũng rất yêu quê hương, yêu dân tộc. Đối với phụ nữ thì tôi rất là quý trọng và quý trọng luôn trẻ em. Đối với tôi đó, khuyết điểm thì cái thứ nhất á, về cái khuyết điểm về lớn tuổi. Cái thứ hai nữa, lớn tuổi đâu phải khuyết điểm anh. nhưng mà tôi cho là lớn tuổi. Cái đó không phải khuyết điểm anh ơi, có thể là cái đó mình tạm gọi là điểm yếu thôi. Lớn tuổi lấy vợ cũng khó lắm, cũng là khuyết điểm. Cái khuyết điểm của tôi á, thì khi tôi mà lái xe trên đường á, tôi gặp những người bất hạnh á, thì tôi chạy qua tôi thấy rồi tôi phải đảo xe lại, rồi tôi xuống xe, rồi tôi cho ít tiền người đó. Rồi, cảm ơn anh. Em nói chị nghe cái điểm mạnh của em nè. Em điểm mạnh của em là suy nghĩ tích cực, sống tình cảm, quan tâm đến những người xung quanh. Yếu điểm của em là hay quên, không ít đâu nhưng mà bây giờ tự nhiên quên hết. Tự nhiên quên hả? Tự nhiên quên. Anh đã có gia đình từ năm nào anh? Nếu mà kể hôn nhân không á thì có hai cái hôn nhân. Mà cái hôn nhân đầu tiên á là người vợ tôi là bác sĩ. Chúng tôi có được ba đứa con. Ba đứa con? Dạ, bây giờ ba đứa con tôi ở Mỹ. Rồi sau đó thì cô ta viết đơn ly hôn. Lớn nhất bây giờ nó là kỹ sư công nghệ thông tin thì nó cũng khoảng ba mấy á. Dạ. Cách nhau cũng 2-3 tuổi gì đó. Thì thằng đó là bác sĩ. Còn Úc? Còn Úc thì đang học y khoa. Dạ. Gái Úc. Còn người vợ sau đó? Tôi ly hôn vợ trước của tôi là bác sĩ á, thì tôi ở vậy 5 năm. Tôi sống một mình. Rồi trong 5 năm đó tôi buồn dữ lắm. Dạ. Rồi có những lúc tôi lái xe hơi về quê tôi An Giang á, rồi tôi nằm ở trong xe hơi rồi tôi buồn rồi tôi nghe nhạc. Thì 5 năm sau thì tôi gặp lại một cái người bạn sau này. Lúc đó cô gặp tôi là 26 tuổi. Sống với cô này bao nhiêu lâu? Rồi sống với cô này được 5 năm. Rồi trong cái lúc mà tôi đi Mỹ về á thì sáng hôm sau cô ta ẵm con đi. Tôi phải tìm rồi tôi chở con tôi về khi mà gia đình bên ngoại biểu cứ bắt về đi. Dạ. Anh, xí, em nói nhỏ anh, mình bớt nói cái cảm xúc của mình với cái người cũ để cái người mới bên đây người ta buồn á anh. Đàn gái giới thiệu chút xíu bây về giờ để đàn gái đi. Nói nghe, tình trường của em như thế nào? Em đã kết hôn một lần, sau 6 năm thì chúng em chia tay. Và từ đó đến nay là 13 năm thì em chưa có một mối tình chính thức nào cả. Thì cũng có tìm hiểu một vài người nhưng mà có người thì họ cũng mắc cái bệnh ghen quá chẳng hạn là em cũng sợ. Mẫu người đàn ông mà em nghĩ là em sẽ đồng hành đến cuối cuộc đời mình là như thế nào? Là một người đàn ông vững chãi, ấm áp, yêu thương em như chính cái con người của em. Có cái cách đối nhân xử thế tốt với mọi người. Còn anh Kỳ Nam, anh muốn tìm một người phụ nữ để có thể làm một người bạn tri kỷ với anh trên con đường còn lại là như thế nào anh? Thì tôi trong cái đơn tôi có trình bày đó, nếu mà dốc dáng đó, thì giống như nghệ sĩ Cát Tường. Cái mái tóc đen bồng bềnh dài giống như là ca sĩ Mỹ Tâm. Đen mà quăng quăng á, đen giận sánh á. Ủa anh Kỳ Nam giờ anh đang ở đâu là chính? Tôi ở Sài Gòn. Sài Gòn nhưng mà anh đi đi về Mỹ hả? Tôi đi đi về. Anh là quốc tịch Việt Nam hay là quốc tịch? Ở quốc tịch Việt Nam. Xin chào nhà gái. Chào anh Quỳnh Linh. Chào chị.
Bây giờ nè, mình cũng lớn tuổi rồi. Dạ. Ví dụ hồi mà mở rào này ra đó, dạ, hai người tâm sự mà hiểu nhau á, dạ, thì khoảng chừng nào chị có thể cho bên đàn trai bước tới? Không quan trọng về thời gian nữa. Hình như là cái mối tình thứ hai là anh có một đứa con còn nhỏ. Còn mối tình thứ hai là mấy tuổi anh? Cháu được 1 tuổi rưỡi, bây giờ cháu 2 tuổi rồi. Anh giỏi vậy ta? Tức là... tôi khỏe mà, ngày nào tôi cũng đi phòng gym mà. Hơi bị very good à. Cảm ơn. Tập gym hàng ngày anh hả? Tôi 6 múi vào bụng. Vậy anh hơn em nhiều lắm rồi. Em có 1 múi à. Với mối tình thứ ba này thì anh muốn có thêm đứa con nào nữa không anh? Chưa chắc để thì hỏi. Để hỏi đó. Nếu cô ta muốn á, thì tôi cũng đáp ứng. Tức là mình có một đứa con 6 tuổi rồi phải không em? Dạ không. Em là chưa có con ạ. Sống với nhau được 6 năm rồi em chia tay. Anh ơi, bên đây chưa có con anh ơi. Chắc ta muốn có con á. Dạ em cũng rất là như trẻ con. Nhưng mà em cũng không có ý định có em bé nữa. Với cái tuổi 45 này thì đối với sức khỏe của em thì em không có. Nếu có đẻ thì em cũng không đẻ nữa. Nhưng mà hiện nay bé 2 tuổi đó sống với anh hay sống với bà xã anh? Cái cô thẩm phán mà giải quyết ly hôn vừa rồi đó thì cổ giải quyết con theo tôi. Yeah. Nhưng mà cổ nói là theo luật đó, thì con dưới 3 tuổi thì theo mẹ. Tạm thời bây giờ anh chưa có vợ, anh chưa có người phụ nữ để mà cùng anh chăm sóc đứa trẻ thì tôi quyết cho nó theo mẹ. Rồi khi nào mà anh thấy đủ điều kiện có người phụ nữ kế bên đó, cùng chăm sóc con đó, dạ, thì anh làm đơn thay đổi quyền nuôi con thì tôi sẽ giải quyết. Tức là giờ nếu mà anh có gia đình tôi thì... vẫn cương quyết bắt con về. Dạ, dạ, rồi vậy là con có thể về với anh được. Đi với ai vậy? Em đi với cả bố mẹ em. Trước tiên tôi xin chào MC Quyền Linh, dạ, và nghệ sĩ Hồng Vân. Thực sự là tôi đang điều trị ở viện về cái khớp, nhưng tôi trốn viện tôi về để ủng hộ cho con gái. Dạ. Yeah. Rồi là trước tiên tôi nhận xét về anh đây thì tôi thấy cũng rất là dễ thương, có cái gì đó hợp vì anh cũng bên luật sư phải không ạ? Dạ, được. Tham gia chương trình như Hòa nó không có duyên, nó học thiếu, trước kia thiếu có nửa điểm là nó cũng đỗ, nhưng mà thôi nó cũng bỏ. Đến đây là một cái duyên rồi, bấm hay như thế nào đó thì nhường lại cho hai cháu. Dạ, dạ, cảm ơn bác. Cảm ơn chương trình. Dạ, chúc hai bác khỏe ạ. À, anh Kỳ Nam đi với ai ạ? Tôi đi với đứa cháu. Tôi tên là Mỹ Hạnh, cháu của cậu Kỳ Nam. Năm nay tôi 69 tuổi. Má tôi là chị thứ hai của cậu Kỳ Nam. Thì giờ tôi có những cái lời nói là cậu tôi đã cũng gian dở hai đời, nhưng mà giái trời Phật cho kỳ này kết duyên hai người thành đạt với nhau. Cảm ơn cháu ạ. À, bây giờ mở rào mở đi. Mở rào đi. Rồi mở rào. Anh có món quà nhân cái đầu ngày đầu tiên mà gặp em ở trong cái chương trình này, một cái đó hoa 99 bông hồng. Trời ơi. Em cảm ơn anh. Em cũng có món quà tặng anh nhưng mà món quà tinh thần. Dạ. Rồi. Đây là một bài mà em rất là tâm đắc. Ngậm lời ru ru mẹ ngày xưa, bà đưa mẹ đêm giấc chưa say nồng, để nay mẹ bế mẹ bồng, mẹ ru con cả tiếng lòng thương yêu. Lời ru bay bồng cành diêu, thân cò lặn lội mấy chiều sang sông. Lời ru ai đó ngóng trông, muốn về quê mẹ mà không có đò. Cảm ơn ạ. Hay cảm ơn em, cái bài rất là hay. Anh tiếp một bài mà hai bài đều không nghệ sĩ. Dạ anh hát đi. Dạ dạ, dạ. Hạnh phúc ở quanh đây đâu là chuyện bất ngờ, mà em không ôm lấy trong vòng tay biết yêu. Tình yêu trong tay đó em còn tìm đâu nữa, tình yêu trong tay đó em tìm hoài hỡi em. Rồi thư đi qua lại
cây nhờ mối với mai, anh đưa em giao phố lựa màu áo cô dâu. Em chọn màu vàng yến nè. Anh chọn màu vàng quanh cơ. Thế rồi em giận anh đó. Anh xin lỗi. Hết giận chưa? Hết giận rồi. Rồi vương vỡ lại lành. Ngày cưới anh đưa em về bên mơ. Bao nhiêu gã đợi chờ thất vọng ngần ngỡ. Chồng hiền như con gái, cưới vợ xinh quá đi thôi. Hàng xóm ra xem cứ khen hoài. Hay quá. Đến đây em cũng gửi tặng chương trình bài thơ ạ. Cảm ơn bạn muốn hẹn hò. Cảm ơn ekip của MCV. Ông Mai và mối tuyệt ghê. Kết duyên bao cặp nên đôi kịp đò. Bấm nút là đã hẹn hò. Lắng nghe tim đập nhịp chờ nhịp trông. Đến khi hôn thì đã xong. Vỡ òa hạnh phúc trông mong một đời. Xin cảm ơn. Hay quá. Em muốn hỏi gì vậy anh? Ừ. Em muốn hỏi anh là quan điểm thế nào để mà về tình yêu mà để nó bền vững, hôn nhân bền vững á? Anh cũng định hỏi em lại câu đó nhưng mà em hỏi trước rồi thì coi như là có cái sự hòa hợp lẫn nhau. Trong tình yêu á thì mình phải chân thành. Mình phải có một cái quyết tâm là sống với nhau trọn đời và chung thủy. Người chồng cũng như người vợ, theo quan điểm của anh á, vợ nấu cơm, chồng rửa chén, cùng nhau nuôi dạy con và phải có cái kế hoạch nuôi như thế nào, rồi nữa nó học ở đâu và nó làm việc ở đâu. Thì cái kế hoạch đó thì mình phải có thống nhất với nhau. Rồi ngược lại thì chị nghĩ như thế nào? Về phía em thì em tất cả những cái điều anh nói thì là em đồng thuận. Và ngoài ra thì em nghĩ là cái mà để cho trong tình yêu cũng như hôn nhân mà bền vững là phải có sự tin tưởng và tôn trọng lẫn nhau nữa. Để lắng nghe, có sự lắng nghe để hiểu nhau. Vì khi mà vợ chồng mà sống với nhau á, mà có cái bất hòa, anh là cái người chủ động làm hòa trước. Dạ. À, để giải quyết cái bất hòa đó. Cái thứ hai nữa, mình phải cùng nhau. Dạ. Tâm đầu ý hợp. Có xa một chút xíu á, thì mình cũng phải giữ gìn, mình phải bảo vệ cái tình yêu, cái hôn nhân để cho nó trường cửu, giống như là sông Hằng và núi Everest. Hết thời gian rồi. Quyết định trong vòng 3 tiếng đếm anh chị nha. Chuẩn bị 3 2 1. Hết thời gian. Anh không bấm, chị cũng không bấm luôn. Dạ. Chia sẻ chút xíu tại sao chị lại không bấm nha. Tại sao vậy em? Về mọi mặt anh đều rất được. Nhưng mà em nhìn trong anh cũng như qua lời nói với cái sự trao đổi của anh thì chưa có cái cảm nhận được cái tình cảm của anh. Anh cảm nhận thế nào ạ? Tôi cũng xin lỗi chương trình. Thì tôi cũng chưa có chuẩn bị được cái thời gian mà để mình tính những cái chuyện hôn nhân nữa. Dạ. Yeah. Thật sự nói thì anh yên tâm. Hôm nay anh chị không bấm nút nhưng mà ở trên truyền hình đó, rất nhiều người cũng sẽ tìm nút bấm cho anh mà bấm nút cho chị ở đây. Cho dù các bạn không bấm nút ngày hôm nay nhưng các bạn vẫn nhận được một phần quà của nhãn hàng Amity. Đó là một bộ sản phẩm tròn gói, nước lau sàn, nước giặt xả, nước rửa tay, nước rửa chén. Nhãn hàng Amity sẽ đồng hành với các bạn trong cuộc sống, bạn nhỏ của mọi nhà. Gửi tặng bạn nữ phần quà là son Yurika Nhật Bản, sản xuất tại Hàn Quốc, đến từ Love Shopping. Yurika là dòng son lì làm từ sáp ong, chứa nhiều dưỡng chất mềm mịn, không chứa chì, không gây khô môi, bền màu và lên màu chuẩn. Vina Cacao xin gửi tặng hai bạn, mỗi bạn một hộp cacao đa vị uống liền Vita Dairy do Vina Cacao sản xuất. Vita Dairy xin chúc hai bạn sớm tìm được tình yêu ngọt ngào như từng giọt yêu thương Vita Dairy. Phần quà dành cho mỗi bạn là một nồi cơm điện đến từ Akino. Cảm ơn. Rồi. Chương trình rất là nhiều. Chúc anh chị sức khỏe, hạnh phúc nha. Dạ. Trời ơi.